Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Sơn Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện vào sáng ngày hôm nay thì bây giờ đang là 7 giờ sáng của ngày thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024. Lời đầu tiên thì vẫn là mong các bác chúc các bác một ngày đầu tuần làm việc ở đây hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Chúng ta quay trở lại câu chuyện về tư pháp hay là tòa án. Như các bác có thể nhìn thấy, đây là cái cán cân công lý. Mọi người dân ở Việt Nam chỉ mong được rằng là pháp luật thực thi đúng, được đúng, đủ và công bằng, công minh, khách quan. Và thật sự, cái vai trò này đặt nặng lên phía của các thẩm phán, hội đồng xét xử, của bên cơ quan điều tra, của bên viện kiểm sát. Cơ quan điều tra theo đúng nghĩa thì có kết luận điều tra, và giám sát việc này thì đó chính là viện kiểm sát, là nơi giữ quyền công tố. Và trong quá trình đó thì luật sư về được tham gia từ cái khâu điều tra, truy tố, xét xử, và có những cái luận điểm, có những cái tìm hiểu của mình để mà ý kiến ngược, và cuối cùng thì tòa án sẽ phân xử xem rằng là ai đúng ai sai. Cái cuối cùng của pháp lý đó chính là cái việc mà liên quan đến hội đồng xét xử. Chính vì thế, thật sự cái quyền lực rất lớn được trao cho hội đồng xét xử. Hay chúng ta sang trong bóng đá, chúng ta gọi rằng là cái ông trọng tài gọi là vị vua áo đen, tức là quyền lực như vậy không ai làm gì được. Nó gọi là vị vua áo đen. Và có rất nhiều trận bóng trên thế giới này thật sự cũng không thể nào làm được khi mà vị vua áo đen đó là bị sai sót hay vân vân nọ kia. Và ở đây chúng ta cũng thấy tư pháp cũng vậy, tức là quyền lực trao cho họ rất lớn, và đáng nhẽ cơ quan tòa án thì phải tự nghĩ và tự suy nghĩ rằng là quyền lực chúng ta lớn như vậy rồi, vậy thì làm thế nào để kiểm soát quyền lực? Thì bác Trọng đã nói là phải nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế và phải kiểm soát quyền lực ở tất cả các khâu, bao gồm có điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định mới nhất là quy định 132. Tôi không biết quý vị làm luật này có bao giờ nghĩ như vậy hay không, nhưng mà thật sự khi mà xem qua cái dự thảo mới nhất của ngành tòa án thì tôi cảm thấy rất buồn, thật sự rất buồn. Hôm qua tôi vẫn nói về cái quy định miễn trừ thì cũng sửa đổi rồi. Đấy, lần sửa đổi thứ ba rồi, cũng sửa đổi rồi, tức là cũng có thay đổi, nhưng về mặt cơ bản thì rất khó để có thể xử lý các thẩm phán hay tranh án. Tôi xin chia sẻ với các bác như thế này, đây là nó có sách mách có chữ, đây là cái có thể nói rằng là về gọi rằng là gọi là về luật tổ chức tòa án sửa đổi ở lần thứ ba rồi. Và đây các bác có nhìn thấy này, ở cái phần mà gọi là điều 105 là xử lý thẩm phán vi phạm pháp luật thì đã có mở ngoặc một cái, nó gọi là mới. Mới tức là so với cả năm cũ thì nghe có vẻ là thả lỏng hơn. Quyền lực thì khó tập trung vào chánh án tòa án tối cao nữa. Nhưng mà thật sự nó cũng vẫn rất là kỳ lạ. Bởi vì như kiểu là người ta đứng trên pháp luật ấy. Đây này, một các bác thấy nhé, trong cái điều 105 này, xử lý thẩm phán vi phạm pháp luật. Một, trường hợp thẩm phán bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức thông báo để chánh án tòa án nhân dân tối cao có ý kiến. Tức là thay đổi so với lần trước. Lần trước thì họ nói rằng là phải được cái sự cho phép của chánh án thì mới được tạm giữ bắt khẩn cấp. Thì bây giờ đã bắt rồi, nhưng phải thông báo cho chánh án tòa án nhân dân tối cao để có ý kiến. Ý kiến ở đây thì không nói rõ là cái gì. Ý kiến có thể là đồng ý và có thể là không đồng ý. Đúng không? Ý kiến là như thế nào? Đó. Đây là trường hợp mà thẩm phán bị tạm giữ bắt quả tang. Trong khi đó hiến pháp thì khi thấy rằng là thấy một cái hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ ai thì chúng ta đều có quyền để mà bắt giữ quả tang như thế. Ví dụ chúng ta thấy một vị thẩm phán đang kề dao vào cổ một cô gái khác, tức của giết người chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn bắt quả tang được quả này. Chúng ta tóm sống luôn. Bất cứ ai thế, chúng ta đâu có quyền để mà tìm hiểu rằng là anh này là thẩm phán hay không. Chúng ta có thể thấy rằng là
Ngay cả ví dụ bất cứ ai gọi rằng là nhìn thấy ăn trộm ăn cắp, ta nhận tiền vân vân nọ kia thì hoàn toàn có thể bắt quả tang. Thì cái việc này chả cần thiết phải thông báo với chánh án tòa án tối cao, bởi vì nó quy định trong hiến pháp của Việt Nam. Và điều như thế này thì thật sự là chúng tôi không nghĩ rằng là có nên sửa hiến pháp hay không. Thứ hai này, việc giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì phải có ý kiến của chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cái mà thật sự kỳ lạ, trước đây cũng phải tham khảo của chánh án thì bây giờ tham khảo của chủ tịch nước, tức là chủ tịch nước thì cho phép khởi tố, cho phép khám xét hay không thì phải có ý kiến của chủ tịch nước ở đây. Thì thật sự là trăm công nghìn việc mà lại phải đi xin phép ý kiến thì nghe nó hơi lạ, đúng không ạ? Đây chúng ta thấy này, và ở đây là viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao thì có thẩm quyền là phê chuẩn đề nghị bắt tạm giam, tạm giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của thẩm phán tòa án nhân tối cao, nhưng mà phải xin ý kiến của chủ tịch nước. Tóm lại là anh có quyền đề nghị thôi đó. Có quyền phê chuẩn, nhưng mà phê chuẩn cái này thì sẽ phải gửi đi chủ tịch nước sau đó là mới làm được. Nó rất là lòng ngoài, đúng không? Thứ ba này, việc bắt giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc của thẩm phán thì phải có ý kiến của chánh án tòa án nhân tối cao. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về bắt giữ, khởi tố vân vân thì lại phải có ý kiến của chánh án. Tôi không hiểu tại sao anh có pháp luật anh cứ làm thôi, việc gì mà phải xin ý kiến của chánh án. Để bao nhiêu vụ vừa rồi các bác thì thấy rằng là bắt thẩm phán, chánh án nhận hối lộ ấy, thì đâu có cần thiết đâu. Và bắt cái đấy khó lắm, bắt cái đấy khó lắm, thế nhưng mà cuối cùng cũng bắt được, cuối cùng cũng bắt được. Thế là tôi chưa kể các bác thì thấy rằng là cái phiên xét xử là bị cấm nghiêm ghi hình, cả phiên khai mạc lẫn đọc bản án tuyên án thì được phép nghiêm ghi hình, nhưng mà với cái sự cho phép của hội đồng xét xử. Nếu hội đồng xét xử mà không cho phép thì cũng chịu không được nghiêm ghi hình nữa, phóng viên ngồi đó là ngóc luôn. Thế cho nên với hai cái điều, một là hạn chế cái việc nghiêm ghi hình trong các phiên tòa, hai là đưa ra những cái điều giống như là quyền miễn trừ, thì thật sự khó khăn cho cái việc bắt thẩm phán chánh án như thế này. Thì thật sự tôi không hiểu rằng là các vị có nghĩ đến việc kiểm soát quyền lực hay không, để chống tham nhũng hay không. Đã nhận thấy rằng là mình có quyền nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là mình có quyền rất lớn nhân danh nhà nước phán quyết số phận của một và nhiều con người. Và phán quyết số phận của một con người thì nó cũng không ảnh hưởng chỉ riêng cá nhân người đó, mà ảnh hưởng tới cả một cái gia đình, gia tộc của người ta. Bây giờ bỏ một người đi tù, con cái họ thế nào, anh chị em dòng họ họ thế nào, vợ họ thế nào, và ngược lại, chứ đâu có phải là chỉ ảnh hưởng đến một con người đâu. Cho nên phải phải nghĩ cái cách về các cơ quan ấy. Tôi đã có lần tôi chia sẻ với các bác rằng là các cơ quan là phải vắt não ra, như là phải vắt não ra, phải dùng cái trí tuệ, phải dùng cái kiến thức của mình để mà đưa ra các quy định làm thế nào để kiểm soát quyền lực ngay trong chính bản thân cơ quan mình. Tức là mỗi ngành thì đều phải, thứ nhất là phải có những cái hội thảo để mà kiểm soát rằng là chỗ nào dễ tham nhũng tiêu cực. Người ta cứ bảo rằng là thanh tra kiểm tra những nơi nào dễ tham nhũng tiêu cực, vậy thì chỗ nào dễ tham nhũng tiêu cực, chỗ nào có thể bị lợi dụng để mà tham nhũng tiêu cực, đúng không? Và làm thế nào để mà kiểm soát cái chỗ này, kiểm soát quyền lực ở chỗ này để cho anh làm đúng, đủ, chính xác, không sai được, và đưa ra cả cái chế tài nữa. Tức là bản thân mỗi cơ quan từ ngành giáo dục, ngành công an, ngành tòa án, ngành nội vụ rồi vân vân, là phải nghĩ xem là mình là cái chỗ của mình là dễ tham nhũng tiêu cực chỗ nào, rồi các ủy ban nhân dân của các tỉnh, các huyện, các xã dễ chỗ nào thì mình bịt chỗ đó. Ở trong cái phần nữa gọi là không thể tham nhũng đó, tức là xây dựng công tác thể chế bao gồm có cả pháp luật, bao gồm có cả các quy định của cơ quan, của đảng để mà hạn chế cái việc tham nhũng tiêu cực.
Thì ở đây tôi không biết rằng là những người soạn thảo được cái này có nghĩ đến cái việc mà kiểm soát quyền lực không? Và trả lời câu hỏi rằng là thứ nhất, một là ngành tòa án có tham nhũng tiêu cực không? Tham nhũng tiêu cực nó ở chỗ nào? Dễ đây ở chỗ nào? Là câu hỏi số 2. Một câu một đầu tiên rằng là thứ nhất, ngành tòa án có tham nhũng tiêu cực hay không? Đúng không? Nếu như có thì tiếp tục câu hỏi thứ hai, đa phần các tham nhũng tiêu cực nó ở chỗ nào? Ba là các biểu hiện của tham nhũng tiêu cực nó để ở chỗ nào, nó biểu hiện ra ở chỗ nào? Và bốn là làm thế nào để kiểm soát được để họ không tham nhũng tiêu cực? Tôi trả lời dễ lắm. Một là ngành tòa án có tham nhũng tiêu cực, điển hình là rất nhiều người nhận hối lộ, đúng không? Hai là dễ tham nhũng tiêu cực chỗ nào? Thì xin thưa rằng nó là chạy án, đó là nhận hối lộ để chạy án. Ba, biểu hiện của nó ở chỗ nào? Thì tôi bảo biểu hiện của nó là trong quá trình xét xử, là người ta sẽ nghiêng về thiên vị về một phía. Vậy thì bốn, thì giải pháp thế nào để mà hạn chế tham nhũng tiêu cực? Thì phải công khai minh bạch, livestream các phiên tòa để người dân giám sát, thế thôi, cực kỳ dễ để mà trả lời, chả cần nghiên cứu đâu xa, đúng không? Đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bác. Nhiều cái chúng ta thật không thể tin nổi, và nếu chúng ta không lên tiếng bây giờ thì xin thưa các bác rằng là khi nó thành hiện thực thì rất khó thay đổi. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.